Dạ, Lộc Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị ha. Và quý anh chị ơi, thông qua video này thì cho Lộc Nguyễn xin cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà đất Lộc Nguyễn đi review mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị và cô chú, và nhận được rất là nhiều phản hồi rất là tích cực cũng như là tốt về cái dịch vụ mà bên nhà đất Lộc Nguyễn đang cung cấp cho quý anh chị. Thì quý anh chị yên tâm, khi mà quý anh chị cần Lộc Nguyễn hỗ trợ về cái phần gì đó sau khi mà sở hữu nhà xong thì Lộc Nguyễn đều hỗ trợ cho quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm ha. Hôm nay tiếp tục là những cái series nhà đẹp, những cái nhà giá rẻ mỗi ngày Lộc Nguyễn đi cập nhật cho quý anh chị ha. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Đặng Quỳnh, một cái khu dân cư VIP nhất ở ngã ba Tân Kim ha quý anh chị. Thì trong khu dân cư quý anh chị là sẽ có trường học nè, có cái trường phía sau mà Lộc sau lưng đó quý anh chị là trường mầm non Tân Kim, rồi có công viên, rồi có lòng đường, có lề đường, nói chung là đường xá rất là thoải mái và thông thoáng. Đặc biệt á, là khu vực dân cư Đặng Quỳnh là gần một cái bờ sông ha. Thì khu vực bờ sông đó quý anh chị có thể về căn nhà này để là chọn để làm một cái nơi an cư lập nghiệp, hoặc là những quý anh chị cô chú nào mà lớn tuổi chúng ta về đây chúng ta ở, chúng ta nghỉ dưỡng thì khá là tuyệt vời ha quý anh chị. Thì cái vị trí mà nhà nằm trong khu dân cư Đặng Quỳnh là đường thông tứ hướng, quý anh chị đi lên bến xe quận 8, quận 4, quận nhất ha, theo trục đường quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi quý anh chị. Rồi gần đây thì nó sẽ có một cái bến phà gọi là bến phà Long Hậu Tân Kim, thì nó sẽ nối qua bên Nhân Đức Nhà Bè, quý anh chị đi lên khu vực quận 7 Lotte Mart á, theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì cũng tầm 30 đến 35 phút thôi quý anh chị. Đó, đường xá mà hiện tại Lộc Nguyễn đang di chuyển vào cái căn nhà mà hôm nay giới thiệu cho quý anh chị á, là một căn nhà sổ hồng riêng. Nó chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ ở cuối video cho quý anh chị nắm thông tin ha. Đó, đường hiện tại Lộc đang đi là nó rộng tầm 3 mét, nằm trong một cái khu dân cư phải nói rất là đông đúc rồi. Thì về đây chúng ta ở thì rất là vui ha quý anh chị. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng đông nam, được thiết kế là một trệt một lầu nè, theo kiểu hình máy bằng với cái tông màu xanh và màu trắng ha. Đó, hiện tại thì nhà đã qua sử dụng rồi, chủ đang ở luôn quý anh chị, nên Lộc Nguyễn review cho quý anh chị là xin để dép ở bên ngoài ha. Đó, rồi tường nè đã được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị lên tới trần luôn nè. Rồi cửa chúng ta được làm bằng cửa cửa sắt hộp với cái tông màu vàng, và chủ nhà đã ở rất là kiểu là kỹ với quý anh chị, là ảnh ở chỉ có một mình thôi nên dán những cái đề can như thế này nè, quý anh chị nhìn vào nó sẽ không có thấy ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào bên trong khu vực nhà để tham quan nha quý anh chị. Rồi đi vào cái khoảng sân bên trong khu vực phòng khách của chúng ta nè, thì sàn nhà nó sẽ cao hơn phía mặt đường, và chủ nhà đã làm sẵn một cái đường cái kiểu mà cái khu vực cái đồ đẩy xe lên đó quý anh chị, đã làm sẵn rồi ha. Rồi phía bên ngoài thì sẽ có nước, có đồng hồ nước và đồng hồ điện cho quý anh chị. Nước là của công ty nước Hà Lan và điện là điện của nhà nước, nên quý anh chị yên tâm là về căn nhà này là một căn nhà không có riêng biệt, không có chung chạo với ai ha quý anh chị. Rồi ở đây thì chủ nhà đang ở nên anh sắp xếp cũng rất là gọn gàng và ngăn nắp. Thì ở đây á, Lộc thấy là nó rộng tầm khoảng 20 mét vuông ha. Tường đã được ốp gạch lên tầm 1,5 m cho quý anh chị nè, rất là sạch sẽ. Rồi phía bên tay trái thì ở đây anh thờ cửu quyền thất tổ nè, rồi ở đây mình thờ Phật, thờ ông địa đó, thì cũng rất là gọn gàng ngăn nắp luôn. Rồi ở hai bên tường á quý anh chị, nó đã gắn cho quý anh chị hai cái đèn tiếp hai, và phía trên là trần dự cấp với những cái đèn led đó. Hiện tại thì đang cúp điện nha quý anh chị. Đó thì tầm khoảng tiếng nữa là có điện lại rồi. Khu vực chúng ta xài điện là điện riêng của nhà nước ha. Có mã điện á, quý anh chị có thể đóng tiền điện trên app điện thoại hoặc là gia thế giấy động, điện máy xanh chúng ta đều đóng được nha quý anh chị và cô bác. Rồi, đi xuống phía sau à. Phía sau thì đến cái khoảng không gian của khu vực phòng vệ sinh cũng rất rất là gọn gàng, có đầy đủ những cái thiết bị như là bồn cầu, lavabo, vòi sen và kính lắp rất là sẵn sàng cho quý anh chị rồi.
Nói chung là về căn nhà này á, thì quý anh chị chỉ có xách vali vào, dọn quần áo và quét dọn là chút đỉnh là chúng ta đã ở được rồi quý anh chị. Một căn nhà rất là hợp lý và phù hợp cho một gia đình có 4 thành viên, hai vợ chồng, hai đứa con ở thì rất là tuyệt vời luôn. Ở đây nè, tủ bếp rất là gọn gàng, ngăn nắp với tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè quý anh chị. Đó, rồi tủ bếp dưới đã được ốp lát những cái đá hoa cương nè, rất là sạch sẽ. Thì với cái vị trí bếp này thì anh chủ nhà cũng đã là thấy rất là gọn gàng, ngăn nắp nè quý anh chị. Đó, anh ở một mình nè quý anh chị nên cũng thấy khá là nhiều đồ nhưng mà rất rất là ngăn nắp. Đó. Để Lộc Nguyễn bắt. À. Đó, cái này là chỗ rửa chén ha. Rồi có bếp ga nè. Trên thì có kiểu ông táo đó nè quý anh chị. Rồi khu vực phía bên phải là một cái tủ lạnh rất là to Panasonic. Và ở đây là anh để một cái khu vực để chúng ta trưng bày những cái chén, dĩa hay là ly gì nè. Đó. Nói chung là nhìn rất là ngăn nắp luôn quý anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ được khuyến mãi cái khoảng sân này. Thì chung sổ quý anh chị, diện tích thực tế nhà chúng ta là chỉ có 4 ngang 4 và 10 thôi. Thì tới cái vị trí này ha. Còn phía sau là một cái phần đất dư. Nó rộng tầm khoảng 2 mét. Đó. Thì cái khoảng không gian này là một cái khoảng không gian đất trống. Thì về quý anh chị cũng có thể là để trống như thế này. Để chúng ta trồng cây nè. Hoặc là chúng ta để những cái vòi nước như thế này. Để chúng ta rửa chén để ở khu vực này ở phía sau. Đó. Hoặc về chúng ta có thể là xây xây lên giống như cái nhà kế bên ha. Thì nhờ camera qua quay cái đoạn này ạ. Đó, giống như cái nhà kế bên để làm một cái khu vực bếp phía sau hoặc là một cái phòng ngủ ở phía sau. Đó thì cũng khá là hợp lý ha. Thì cái khoảng sân này sẽ được tặng lại cho quý anh chị nha. Đó. Thì rộng 2 mét là tầm khoảng 6 mét vuông đó quý anh chị. Rồi. Một căn nhà ngang 4 dài 13 mét nằm trong khu dân cư Đặng Quỳnh thì Lộc thấy rất là đáng sống luôn quý anh chị ơi, hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn và số hotline phía trên màn hình ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bước lên trên khu vực lầu 1 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha quý anh chị. Các bậc cầu thang là quý anh chị đã được ốp lát những cái đá hoa cương rồi nên nó rất là sạch sẽ, cũng như đi chúng ta cũng sẽ rất là mát chân ha quý anh chị, và cũng thuận tiện cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực cầu thang này luôn không quý anh chị. Thì trên lầu nè có một cái đèn như thế này để cho chúng ta lấy sáng cũng như là lấy gió ha, để cung cấp ánh sáng cho cái khu vực cầu thang của chúng ta. Rồi, tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là gỗ căm xe nè. Đó. Rồi, trên lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ha. Đầu tiên thì Lộc Nguyễn sẽ cho mấy chị tham quan cái căn phòng ngủ này ha. Đây. Một cái căn phòng ngủ rất là rộng rãi và thông thoáng luôn quý anh chị. Lộc thấy nó rộng tầm khoảng 15 mét vuông đó quý anh chị. Thì ở đây anh chủ ở chỉ có một mình thôi nên Lộc thấy mọi thứ sắp xếp đều rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn nè. Đó. Rồi ở đây có một cái ô cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Nè, quý anh chị nhìn xung quanh khu dân cư nè. Một cái khu dân cư rất là đông đúc. San sát nhau rồi. Thì nhà chúng ta thì đường thông tứ hướng luôn quý anh chị. Quý anh chị đi đâu cũng gần luôn, đi đi lên quận nhất, quận 4, quận 3, quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi. Cái cửa chúng ta nè, làm bằng chất liệu là cửa gỗ căm xe ha quý anh chị. Đó, cách âm rất là tốt. Ở đây có những cái công tắc máy lạnh nè, cũng như là phía trên có một cái đèn tiếp 2 và đèn ngủ. Đầy đủ rồi ha. Rồi khi mà quý anh chị muốn đi qua bên nhà bè thì sẽ có một cái bến phà gọi là bến phà Long Hậu Tân Kim. Ở đó quý anh chị đi qua quận 7 theo cái đường Nguyễn Hữu Thọ thì cũng rất là gần luôn nha quý anh chị. Đó, đường xá thì đi đâu cũng gần hết, rất là thoải mái. Và đây là căn phòng vệ sinh với đầy đủ những cái thiết bị nội thất cơ bản như là bồn cầu, lavabo, rồi ở phía trên có những cái ô để cho chúng ta trưng bày kem đánh răng hoặc là những cái vật dụng cá nhân ha quý anh chị. Thì ở đây với căn nhà này á, thì anh chỉ ở một mình thôi nên chỉ set up cái căn phòng bên đó là nhiều đồ thôi, chứ Lộc thấy là nhà cũng khá là ít đồ không quý anh chị. Và đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ này nó hướng ra phía ban công nha quý anh chị. Đó thì ở đây anh chủ để đồ thôi quý anh chị.
Đó thì cũng rất là gọn nè. Nói chung nhà này thì chúng ta ở hai vợ chồng hai đứa con á, thì cũng khá là hợp lý luôn và đầy đủ tiện ích cho quý anh chị sử dụng trong vòng bán kính 1 km đổ lại, thì không thiếu một thứ gì luôn nhau quý anh chị. Thì một cái căn phòng mà nó hướng ra ban công á, thì nó có sẽ có cửa sổ phía bên trái nè, rồi phía bên phải có một cái cửa chính đó, có một cái ban công bé bé xinh xinh ở đây đó. Thì với cái khu vực này chúng ta tận dụng để chúng ta những quý anh chị nào thích cây cảnh á, thì chúng ta có thể là trồng ở đây hoặc là trồng rau sạch đó quý anh chị, đợi những cái thùng mớp chúng ta trồng cũng được ha. Ở khu dân cư nè rất là đông đúc ha quý anh chị, ở đây rất là an ninh luôn á quý anh chị. À, đường xá là đường xe hơi đến nhà luôn ha, khu dân cư đông đúc. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị và cô bác chúng ta cùng đi di chuyển xuống từng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết một lần nữa căn nhà này cho quý anh chị nắm thông tin và sẽ báo giá đủ là bao nhiêu nha. Quý anh chị và cô bác ơi, quý anh chị và cô bác cũng đã tham quan qua hết từng ngóc ngách căn nhà của chúng ta rồi, thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin ha. Vị trí nhà của chúng ta nó nằm trong khu dân cư Đặng Quỳnh, một cái khu dân cư VIP nhất ở ngã ba Tân Kim và là một cái nơi rất là đáng sống luôn nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta với cái diện tích là ngang 4, sâu vào là 13m là diện tích thực tế nha quý anh chị. Diện tích chung sổ là ngang 4 dài 10. Với thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân sau rất là rộng rãi cho quý anh chị trồng cây hoặc là chúng ta để giặt giũ phơi đồ thì cũng rất là phù hợp cũng như là thuận tiện ha quý anh chị. Một cái khoảng sân sau để cho quý anh chị lấy gió nên ngôi nhà chúng ta rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Một căn nhà nằm trong cái hướng đông nam với một cái mức giá mà anh chủ hiện tại đang kiểu là cũng cần một số việc á quý anh chị, cần tiền để xử lý một số việc để công việc của mình, nên để cái giá rất là hữu nghị luôn là 1 tỷ 490 triệu, một cái giá không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Thì một cái nhà sổ hồng riêng thì quý anh chị nào đang có tài chính tầm khoảng 700 triệu thì quý anh chị đừng có lo nha, thì bên Lộc sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng với một cái mức giá tối đa lên đến 800 triệu luôn đó. Thì quý anh chị chỉ cần có tiền mặt khoảng 700 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Thì mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy nhanh tay gọi cho Lộc Nguyễn với cái số hotline phía trên màn hình là 077-201-0726 để đặt lịch đi xuống xem thực tế căn nhà không quý anh chị. Kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn là một cái kênh chuyên review nhà chân thật, nhà thật, giá thật và vị trí thật, nên quý anh chị yên tâm là đi xuống xem thì sẽ không có mất thời gian của quý anh chị ha. Thì cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm tìm được cho mình một căn nhà, một cái bất động sản, một cái nền đất thật là ưng ý, đúng theo nhu cầu và đúng theo tài chính ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.